Chào các bác nha. Hôm nay là ngày buổi chiều ngày 26 tháng 4 năm 2023. Thì mấy ngày hôm nay thời tiết nó thay đổi đột ngột. Đó, đột ngột luôn. Tự nhiên mấy ngày nay là hai ngày hôm nay là thời tiết bắt đầu là quay lạnh, miền Bắc quay lạnh. Nhiệt độ cũng xuống khá là thấp, lạnh về ban đêm. Do đó là em vẫn muốn chia sẻ một cái cách để các bác chăm chim non nó được hiệu quả, cũng như là ủ ấm chim non nó được cái hiệu quả tốt nhất, và cũng như là để cho nó sức đề kháng con chim. Sau khi chia sẻ giao lưu với anh em về, anh em chăm nó không bị con chim nó không bị yếu, cũng không bị xuống sức con chim nhé, một cách rất là đơn giản và hiệu quả. Đó. Ở trước mắt các bác đây. Đó, đây là theo cách làm của em Vững, là em Vững mấy ngày hôm nay thì bình thường thì em Vững sẽ không phải làm gì cả, cứ để cho nó nằm ở cái lồng như thế này thôi. Đó, lồng như thế này cứ thả nó vào đây thôi. Đó, thế nhưng mà đối với những ngày mấy ngày hôm nay nó quay lại đột ngột như thế này thì để cho nó cẩn trọng, cũng như đảm bảo cho chim khi gửi cho anh em nó đảm bảo tốt nhất thì em Vững sẽ làm theo cách như thế này. Đó, em sẽ thả vào một cái rổ này. Đó, một cái rổ này sẽ đựng tối đa, đây được 5 con, em sẽ đựng tối đa 5 con vào đây. Đó, 5 con vào đây thì giống như hình thức là mẹ nó u thôi, còn ấm hơn cả mẹ nó u nhé các bác nhé. Đó, nó cứ u nhau như thế này. Đó, xong sáng hôm sau thì chúng ta bón cho nó ăn, vì là con chim nó ỉa nó sẽ đít, nó sẽ trổng ra ngoài thì nó không thể phân vào đây, nó làm chặt này nó sẽ quay đít, nó nhấc đít lên nó ỉa ra ngoài. Các bác cứ để như này, các bác làm bằng cái gì cũng được, miễn sao nó chặt như em Vững này đang làm này. Đây là em Vững làm một cái rổ này cho nó thuận tiện, cũng như là cầm, cũng như là để cho di chuyển nó dễ. Đó, rất là ngoan, nằm như thế này, về lên về xuống nó vẫn nằm im như thế này các bác nhé. Đó là một cách ủ ấm rất là tuyệt vời trong những cái ngày nó giá lạnh như thế này. Đó, bình thường thì em Vững cứ để ở như thế này, cái lồng như thế này nó không có vấn đề này. Đây, những chú chim này cứ để như bình thường không vấn đề gì cả, nhưng mà nó đang lạnh thế này để đảm bảo cái chim cho anh em nó khỏe mạnh, nó tốt, thì em Vững sẽ làm theo một cách như thế này để chia sẻ với các bác, là để có thể để 5-6 con được. Thế như đối với cái này để cho nó thoải mái, cho nó để cựa đi cựa lại thì em Vững sẽ để 5 con. Đó, 5 con như thế này để cho nó có được cái khoảng rộng một chút để cho nó cựa đi cựa lại. Nó còn ấm hơn mẹ nó u nha các bác nhé. Ở đây nếu mà các bác cẩn thận hơn nữa, đó, làm theo cách này đó, cẩn thận hơn nữa thì các bác cho vào đây. Đây là trước mắt các bác là một cái thùng. Đó, một cái thùng em cũng bật đèn flash lên. Đó, đây là một cái thùng bìa cắt tông nhá. Đó, các bác cứ để vào trong này. Đó, để vào trong này nó sẽ rất là ấm. Đó, cần thiết chúng ta đậy nắp vào đây. Đậy nắp vào như thế này. Đó. Đó, như thế này. Thì cần như thế này, kể cả các bác đậy kín vào cũng không sao cả. Chuột cũng không vào được nhá. Đây. Chỗ này em cũng đã đục lỗ tất rồi. Đục lỗ xung quanh như thế này. Đó, chỉ cần đục ít thôi các bác ạ. Đây. Đó. Cái thùng này em cũng đang để thì kích cỡ của nó, cái chiều này của nó này. Chiều này của nó dơ động vào khoảng 60 phân. Còn chiều này nó khoảng 25 phân thôi các bác. Đó, tùy các bác đựng thế nào cũng được. Đây cái thùng của em cũng cái này thôi. Đấy, thì khoảng nó ỉa nó sẽ ỉa sang hai bên này hoặc ra ngoài này thì không vấn đề gì. Đó. Thì hôm sau các bác cẩn thận nữa thì các bác lót cho ít rơm ở đây, nhưng em vẫn không cần. Bẩn thì em vẫn bỏ cái thùng ở đây thôi. Bởi vì rất nhiều thùng việc cắt tông thì không có vấn đề gì cả. Đó, nên là chia sẻ một cách này là một cách úm tự nhiên, không phải dùng đến bóng điện các bác nhé. Không phải dùng đến bóng điện, cũng như là không phải dùng đến bất kỳ một cái gì để sưởi ấm cho nó. Đây là tự nhiên như mẹ nó đang ấm sưởi ấm. Đó, nếu mà trường hợp các bác mà sưởi ấm bằng bóng điện ấy, thì là sưởi ấm bằng bóng điện cho nó cũng được, thế nhưng mà sẽ không tốt bằng cách này. Đó, bởi vì là sưởi ấm bằng bóng điện khi mà con chim nó đang ấm như vậy, khi mà gặp cái thời tiết nếu mà như ngày hôm nay, ví dụ tối hôm nay em vẫn
vẫn ổ uống điện, mai em vẫn có thể gửi cho các bác. Gặp cái thời tiết lạnh đột ngột về có thể con chim nó sẽ bị đi ngoài, hoặc nó có những cái biểu hiện như là sẽ ăn uống nó sẽ kém, hoặc là nó gặp thời tiết lạnh hơn nó sẽ bị thay đổi đột ngột với cái không khí, nó sẽ gây con chim nó sẽ bị bệnh, hoặc là có thể nó sẽ đi ngoài các bác nhé. Đó, còn em đối với em vẫn úm như thế này thì thoải mái như mẹ nó. Đó, như mẹ nó thì không có một vấn đề gì cả, gửi chim cho các bác gửi đi đâu cũng không thành vấn đề gì. Đó, cần thiết thì cũng chỉ để như thế này thôi, nó sẽ thừa sức ấm rồi, gió không lùa được vào nhé. Còn các bác cẩn thận có đậy nó vào, cẩn lại vào như thế này, chuột sẽ không vào được. Đó, đây là một kinh nghiệm xương máu, em vẫn đã từng chăn nuôi chim sinh sản cũng như là làm trang trại bao nhiêu năm rồi để chia sẻ với các bác. Nhân tiện cái dịp này thì nó cái thời tiết mấy hôm nay nó lạnh thì em cũng chia sẻ cho các bác để các bác nắm được cái cách để coi như là mình ủ rượu ấm cho chim tự nhiên nha các bác nhé. Nó không cần phải dùng bất kỳ một bóng điện gì cả, bên em vẫn kể cả mùa đông luôn, em cũng không dùng bóng điện luôn, thậm chí không dùng bóng điện luôn, không dùng bóng điện luôn nhé. Quanh năm 10 tháng em vẫn không bao giờ dùng bóng điện, kể cả thời tiết lạnh đến đâu thì lạnh, có lạnh quá thì em vẫn chỉ cho vào đây thôi. Đó, đây là một cách phải nói là hiệu quả mà em cũng đã bao nhiêu năm trời em cũng đã đúc kết được ra để chia sẻ với các bác anh em có thể là mới hoặc chưa biết, thì các bác có thể đây tham khảo, đây là một cách rất là tốt để mình áp dụng nhá, tránh để con chim dùng cái bóng điện, nó là công suất lớn, công suất của bóng điện thì thường là công suất úm nên là con chim nó sẽ ấm lúc bấy thôi, nhưng mà khi cái thời tiết mà thay đổi đột ngột, anh em mà bỏ ra không úm nữa thì nó sẽ gây cho con chim nó sẽ có cái tác hại ngược lại nhé, hoặc cả chuyển cho anh em thì thời tiết gió rét nó sẽ gây hại cho con chim. Đó là một cách thực tế luôn các bác nhé. Đó, thế còn đối với em Vững thì đây, kể cả như em Vững để cho cái rổ này, em Vững để ra ngoài này cũng được nhé. Đó, để ra ngoài này thì năm con nó làm như mẹ nó u rồi, rất là ấm. Đó, còn thì để vào trong cái thùng này thì nó lại càng là tốt hơn. Đó, đối với thời tiết này để cũng vẫn được, không sao cả. Mùa đông các bác làm như thế này cho em nhé. Đó, mùa đông làm cho này thì đậy vào như này, đảm bảo với các bác thì các bác không cần phải bóng điện, nên vừa tốn điện, hai nữa là nó sẽ không tốt. Thực sự nếu để một cái cách tối đa nhất, thiết thực nhất thì nó sẽ không tốt cho con chim. Bởi vì con chim mẹ nó ấm ủ bằng nhiệt tự nhiên, nhiệt trong cơ thể con mẹ nó ra, thì đây những con chim này, đây em vẫn để 5 con này thì cũng không khác gì mẹ nó u nhé, còn ấm hơn mẹ nó u đấy. Nó o nhau này, giống chim này thì nó cứ thấy con khác nó cứ rúc đầu vào nhau, nó nằm như này thôi. Đó là một cách mà em vẫn chia sẻ đối với các bác cũng anh em mới chơi, cũng anh em chưa có kinh nghiệm về cái cách ủ chim cũng như là làm ấm con chim trong cái thời tiết mà mùa miền Bắc nó đang thay đổi đột ngột lạnh như thế này, thì với con người chúng ta còn ốm nữa, không chỉ con chim thôi. Đó, vẫn cũng hy vọng là các bác sẽ tham khảo và cũng như là áp dụng để những chú chim của mình luôn luôn khỏe mạnh cũng như là tiếp nối cái đam mê của mình nha các bác nhé. Đó, em vẫn sẽ liên tục chia sẻ những cái kinh nghiệm gì đúc kết trong những năm tháng, trong những cái tháng ngày mà mình chăn nuôi chim, trang trại chim được, để chia sẻ đến các bác tốt nhất cũng như là những cái gì mà nó thuận tiện nhất cho con chim mình chăn nuôi, nó cho con chim nó tốt các bác nhé. Đó, cảm ơn các bác đã đồng hành. Đó, xin hẹn các bác ở những cái clip tiếp theo nhé.